giọng nói không hay là không được làm YouTube hả? Tôi biết giọng nói tôi không hay, nên tôi muốn chứng minh với mọi người rằng là tôi là một VTuber và tôi không có một giọng nói hay, nhưng mà tôi vẫn đang là top 1 VTuber Việt Nam. Cô... Ê, chạy đi cậu ơi, lộ rồi, chạy đi. Khả năng thôi, giải tán thôi, không nó lổ hết thì tiếc lắm các cháu ạ. Sub của tôi vẫn cao ngất ngưỡng, người xem của tôi đừng ủng hộ tôi. Đó là bản lĩnh. Chết rồi, cô chạy các cháu ơi chạy đi, các cháu ơi, quê quê hại lắm. Ô, rồi, các cháu ơi, thế là khả năng thất bại rồi.